Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình ha. Thì bữa giờ mình về Việt Nam cũng hơn 10 ngày rồi các bạn. Mình cũng đi chơi vòng vòng hai vài chỗ rồi, nhưng mà có điều là cái tuần vừa rồi gia đình mình bị giống như bị cảm các bạn. Về đây nó lạ nước rồi đó. Mình mới bị cảm nằm mấy ngày nay, nó bây giờ mới khỏe lại các bạn. Trưa nay thì mình có hẹn đi đá banh với cái đội banh mình ở bên Việt Nam này các bạn. Mấy anh em chơi cũng lâu năm rồi, bây giờ lâu lâu mình về thì mình hay đi đá chung. Thì sáng nay mình cũng quay một cái video chia sẻ coi anh em Việt Nam ở đây đá banh sao nha các bạn, để chia sẻ các bạn. Rồi, chuẩn bị theo chân mình nha. Mình đang đứng chờ bạn mình tới đón mình giờ đó. Mình đi qua sân đó. 10 triệu. Rồi, bây giờ bạn mình đón mình rồi nha các bạn. Đây, bạn thân của chiếc cốt của mình đây. Giờ hai thằng đang chạy qua sân banh Hoàng Duy đá nha các bạn. Đây, bên đó thì sân nó đẹp lắm, cái gì mình sẽ quay với chia sẻ các bạn ha. Sau khoảng 15 phút thì mình đã chạy qua cái sân đá banh rồi nha bạn. Hiện giờ anh em đội banh mình đang thay đồ chuẩn bị đá nè các bạn. Thì đá banh ở bên Việt Nam nó khác ở bên Mỹ các bạn ha. Bên Mỹ thường thì mình hay ra đá chơi với đá giải chủ nhật, còn bên Việt Nam thì mấy anh em ít đá giải lắm, chủ yếu là cáp đá giao hữu sân này sân kia các bạn, đặt sân tuần đá 2-3 lần rồi đó. Xong rồi mấy sân cỏ thì rất là đẹp nha bạn, có trọng tài rồi đâu rồi đó hết. Thì đá xong rồi tiền sân nó dụ như một trận khoảng tầm 1 triệu mấy 2 triệu thì hai bên chia ra rồi trả thôi các bạn. Đây, để mình quay xung quanh cái sân này cho các bạn coi nha. Sân này gọi là sân Hoàng Duy bên Hồ Nai các bạn, ở Biên Hòa. Sân này nổi tiếng ở đây là cỏ rất là đẹp nha các bạn. Đây, sân này là sân Hoàng Duy nha các bạn, cỏ đẹp như sân chuyên nghiệp luôn. Thì anh em đội banh ở Việt Nam của mình thì đang khởi động các bạn. Ở đây là anh Ngọc Sĩ nha các bạn. Anh Ngọc Sĩ số 85 đó, anh đang khởi động. Anh này anh chạy cánh nó đá dữ lắm các bạn nha. Đó, anh đang khởi động. Đây, đây mấy anh em trên đây đang mang giày chuẩn bị đá với đội bạn bên kia nha bạn. Anh đang quay YouTube à? Anh quay để up lên YouTube thôi, quay bình thường thôi. Này, hả? Kênh của anh. Đây là Phong, đứng lại quay với Phong. Đây Phong, anh Phong, Phong thì giờ là đội trưởng của đội bên Việt Nam nha các bạn. Anh chỉ làm chuyên trách về hậu cần cho anh em thôi. À đúng rồi. Dạ. À, Phong, Phong cho anh hỏi là sân đây đá trận trả bao nhiêu tiền em? Sân này hả? Sân này 600 một trận. 600 là một bên 600. Một bên là 600 á. À, một bên 600 vậy, 1 triệu 2. Sân 1 triệu 2. Bây giờ tính ra mặt cỏ mà đẹp nhất ở Biên Hòa, Đồng Nai là chỉ có sân Hoàng Duy này thôi. À, okay. Mặt cỏ đẹp nhất sân. Hôm nay đội mình đá với đội nào? Nay đội mình đá với đội Trẻ Hòa Bình. Trẻ Hòa Bình đang khởi động bên kia đúng không? Sở hữu số trận thắng nhiều nhất ở sân này. Rồi vậy ha. Rồi là hay ha. Rồi, à được, nói vậy là quá được rồi. Thôi bây giờ được chưa anh? Được. Thôi giờ mình cũng thay đồ mang giày chuẩn bị vô khởi động đá với anh em xíu cho vui nha các bạn. Chạy không có được lâu đâu, nhưng mà thật kệ, chơi 15-20 phút cho vui. Dạy nhiều hơn đó. Thank you.
mình mới thay đồ xong rồi nha bạn. Đây, chuẩn bị khởi động rồi vô đá với anh em nè. Bữa giờ đá mới được hơn trận xong rồi bị bệnh cả tuần nữa bạn, không đá được, giờ thấy khỏe khỏe thế vô chạy tiếp. Anh em đang khởi động. Đội bên kia nghe nói là đá rất hay ở đây nha các bạn. Rồi coi lát nữa coi kết quả như thế nào. Đây quay đây cầu thủ bạn thân của mình đây. Cầu thủ này là biệt danh là không phổi nha các bạn, chạy một tuần 6 trận. Chạy không biết mệt là gì. Sinh năm 1984 hồi đó nhưng mà vẫn còn đá dậy u. anh em đang rất là sung là chuẩn bị vô trận đấu hay của tuần này các bạn. Rồi giờ vô khởi động chuẩn bị đá nha các bạn. Đang đắt quay cập nhật kết quả cho các bạn coi tiếp. Sau 20 phút thì cặp tiền đạo vô, mỗi thằng chạm anh được 3 lần. Rồi bạn trẻ quá, phải thay người còn nghỉ mệt nha các bạn. Rồi mình là thua 1-0 rồi. Mới quay cái thua 1-0 rồi. Đội đá hay quá. Đúng đá 1-2 giờ trưa nó nắng quá. Đá không quen thời tiết. Thôi nãy giờ thì anh em đội banh của mình đã xong rồi nha các bạn. Giờ đi về chuẩn bị anh em có tổ chức tiệc tất niên tối nay nè. Cái gì mình sẽ quay thêm cho các bạn coi ha. Rồi. Chào cầu thủ này đá được có 15 phút rồi các bạn. Gặp đội bạn đá dữ quá, cầu thủ đá 15 phút ra luôn rồi. Thôi mặc đồ này quá, đi phải xe em vô không được đâu. Đã có chứng hành chiến thì sao đi phải xe bài chưa? Mặc đồ này lộn áo lại. Nhưng mà gì nè, mặc đồ bình thường. Anh em đang bàn tính tối đi ăn uống rồi bạn. Để coi con lát anh em mình tổ chức tiệc tất niên cuối năm ở quán nào mới đi, sau rồi mình quay cho các bạn coi nữa ha. Bây giờ mình dừng tí xíu nha, hàng các bạn có tí xíu nữa.